Xin được hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 đã qua đi. Và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 3 âm lịch này thì ai cũng cầu mong muốn mình được gặp nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm Nhâm Dần 2022 thì mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Tháng 3 năm 2021 của những gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, khi bước vào tháng 3 âm lịch thì con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Ất Sửu còn tìm được cơ hội để có thể thay đổi cuộc sống trong tháng 3 âm lịch này. Và trước khi bước vào nội dung cụ thể như thế nào thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy đăng ký ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào mà chúng tôi truyền tải tới tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh Hải Trung Kim, tính cách sôi nổi, nhiệt tình. Cuộc sống của họ luôn bận rộn với rất nhiều màu sắc. Họ có nhân duyên vô cùng tốt, được rất nhiều người quý mến và giúp đỡ tận tình. Thời trẻ, họ may mắn được sống cảnh sung túc. Tuổi trung niên, mọi thứ đều ổn định. Từ sự nghiệp tới gia đình, đều không có gì phải lo lắng quá nhiều. Người này có tuổi già an nhàn, hưởng phúc lộc trời cho. Trong vận mệnh, người tuổi Ất Sửu có thể một đôi lần gặp phải tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, song thương tật đều không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác giới, đặc biệt nên cẩn trọng. Nam giới nên tránh kết thân với phụ nữ đã có gia đình. Nữ giới cũng không nên bầu bạn với người đàn ông đã có vợ để không vướng phải nguy cơ trở thành người thứ ba. Với người tuổi Ất Sửu, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt. Sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán là sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán cũng rất tốt, phát đạt lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp, dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua. Hạnh phúc của hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp giáp dương mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Ất Sửu trong tháng này, nên chú ý về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy, sự nghiệp của những người sinh năm 1985 có những dấu hiệu rất tích cực. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình, có thể sẽ mang lại những tác động tích cực giúp công ty phát triển nhanh chóng và đúng hướng hơn. Trong năm nay, bạn cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, dù là khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên sợ hãi hay chùn bước. Mạnh mẽ đối diện sẽ giúp bạn trưởng thành nhanh chóng hơn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 3 âm lịch, gia chủ Ất Sửu không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2022. Bản mệnh có thể gặp được những người bạn hàng, đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng đến một mục đích chung.
người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thể hiện giá trị của bản thân, được tăng lương, thăng chức. Số tiền bạn nhận được có thể giúp bạn cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống so với trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí, nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, dù còn trẻ tuổi nhưng nếu không chú ý đến sức khỏe, bạn vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp, xương khớp, dạ dày và đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù là sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều rượu có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy tốt hơn, bạn nên cắt đứt hoặc là giảm dần giao tiếp xã hội, chăm sóc cơ thể tốt hơn. Hãy xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn để có một sức khỏe tốt, đối diện và giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đem đến. Các quý gia chủ tuổi Ất Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người đã có vợ, có chồng, về cơ bản có một mái nhà bình yên. Dù đôi khi những mâu thuẫn tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng sau mỗi lần như vậy, đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương, để sau đó sẽ có những cách ứng xử sao cho phù hợp. Người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của bạn bè khác giới. Nếu có tình cảm với ai, nên chủ động tiếp cận và giữ quan hệ. Có như vậy thì mới nhanh chóng nắm được hạnh phúc trong tay. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 3 âm lịch này, cần tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 3 năm 2022, tức ngày 24 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành khi mà tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày 5 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 3 năm 2022, tức ngày 17 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 3 năm 2022, tức ngày 29 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi 1985 trong tháng 3 âm lịch, và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì trong tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi cuộc sống của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.